Ủa thế đấy. Thì giỏi thế. Đi đi. Cái máy này hơi lạ. Cái gì đấy? Em làm cẩn thận tí chứ không vật vào đầu nhá anh em nhá. Cháu ơi làm cẩn thận nhé, không vật cái thắt vào đầu thì chết rồi. Em bật định thì ai cái chỉ đâu? Em bỏ pháo luôn nên làm đôi sĩ luôn đấy. Cho em anh bỏ hết. Được, được, anh cho. Vâng, anh cho. Anh cho anh để nguyên đấy em, thế nào anh để nguyên đấy cho em. Em không ăn đâu. À, em sợ lắm, em sợ anh lắm. Phải sợ chứ anh đã. Đúng rồi, em sợ anh lắm, em không dám ăn. Phải sợ chứ đây. Rất thật lòng là em không dám ăn. Tưởng anh thế nào quá ra. Anh cũng run lắm. Tưởng anh quanh mình thế nào, run lắm. Ô, chết thật. Ông quan tâm gì đâu em. Ông quan tâm gì. Gì đâu. Ra ngoài. Ra cái gì. Ra cái gì. Cái gì đâu. Đi thương. Ra ngoài đi. Ra ngoài đâu. Té đâu. Té chứ ai phải té hết. Mình nói thế mà không tin. Nói gì cũng tin được chết. Anh nói thế giờ nhiều lúc đi tập đấy. Cả trước là thua. Đi tập đấy có phải đùa không? Cả trước đi đi là toay mà gì đó. Tính không đi. Chết rồi. Nhanh còn kịp. Hôm nay sao nhỉ? Mất bao nhiêu thời gian? Ôi trời. Xuống. Hay là lắm lên cả.
giờ trước khi đi qua cái tội ngồi nghĩ đi nhanh lên hết con mẹ giờ trước bây giờ nhìn thế này còn mười mấy giây này cái gì nữa rồi đi đâu chết tôi rồi chết tôi rồi nào con để nhau chiều được không chẳng nào chẳng hòa mà đây chẳng chẳng vừa chẳng vừa anh chưa chắc quả là hơi lặng cho em hơi lặng đấy đằng nào anh chả phải đi thôi phải đi được thôi anh phải đi đâu nào không anh vào đây nhau ngựa này chiếu là mình phải chua lại rồi nhá chú ăn xin lên thì to luôn anh ngồi anh mới bán à đỡ buồn 5 năm nhá bò à, không về đón con bảo uống bia đéo đi uống thì phải làm việc phải đánh cờ thì hiện vào nhá bao cái được vào tôi ra nhá đánh một tour 6 ván đi đánh bằng tiền gì ông nào cho ngay không nghĩ đỏ ông nào thua thì ông nào thắng 50k thế như tôi là vui nữa sáu ván à nào hai vòng nhá ông nào nhiều điểm nhất thì ông thắng hai vòng 6 ván đấy là vừa đấy các anh đủ 5 mà đúng không đúng rồi năm thì về một cái là 5 năm thôi chợ đây đánh cái đuổi bê à thua thì ra thôi đánh hai người sáu ván đánh đi tổng đóng sẽ đánh sáu ván à mỗi người trung bình được 2 ván đấy đấy đến em rồi đánh năm vòng cái này chiếm là một cái vòng của ván này là vừa là đủ giờ ông Khánh ông đi nhanh là đoạn cuối rồi không chung là đèo có khả năng là hơi khó đấy quá ăn là khó không một mấy ván kia mình phải bỏ nhanh nó bỏ hết rồi mà ông đi đường đéo đường công ba mươi giây bỏ mẹ bớt cây đi mà nếu mà khó quá bỏ mẹ cây thì ông ăn nó mất nhà thôi kể cả ông ép cây cho mẹ ăn cây thì kém một cây rồi mẹ đứng được mà 30 giây mà thì đéo thằng chuyên nghe nó thích mẹ đánh kinh đi nhỉ nó có chuộc đâu nó cũng mòn lắm thằng ấy nó công mạnh nó có phải đánh cờ đâu mà đấu làm gì đứng này nó bẩn bẩn. Đứng này bao giờ mình ra được? Không cần ra, không cần ra. Không cần ra. Không cần ra đâu. Này ông nhau ở này. Đứng chỉ ngang ngọc anh cả. Ông tưởng nào mẹ tướng mẹ mời nó hàng mẹ mấy triệu anh em mình hàng tá rồi mẹ không phải anh em đóng viên nhau đấy không hiểu ông đánh với tôi đúng không tôi giải ông thắng ông phải còn tay đấy là chắc ông quay mà cái giải này là giải gì đây thắng bóng toàn thôi bốn sáu ván ông nào ngồi được 3 ván thì ông quay nhất để vào tôi ra là 3 cả điểm em và tôi coi như anh 2 vòng á ví dụ Ngọc Anh cảm ơn tất thì Ngọc Anh coi như nhất luôn đúng không coi như mình chỉ tính 2 vòng thôi coi nhau lúc mà mình thua thì mình ra thì tao đúng không để vào điểm bán thì ngồi đến trận cuối thì tao không làm thì ngồi lâu ấy đúng không
cả mồm này. Thích đi thế, được không? Cái mồm này mắt à? Không đúng cần đỡ nữa. Không cần đỡ đâu. Còn quần mạnh với bàn trời, nó hơi đá hơi đỡ. Tiến chứ. Tiến mới quăng pháo ra này. Ngoài anh ngoài không phải tưởng chậm, rất chậm, chậm hơn thằng bò rất nhiều luôn. Mình đuổi con này phải có mình ra mắt tượng luôn. Đó, đằng nào vẫn đánh, chứ mình phế tiếp con này ăn gây hết đằng sĩ. Mình đi hơi già nước đuổi tốt, đằng nào người ta chả ăn. Có lỗi, mình văng ngựa lên đây được, không cần đuổi. Thank you.
Đánh gì người ta đâu rồi ổn định. Mấy quả giật phá mã về ăn được cây. Chặt lắm. Mày tí à? Sao anh? Mày tí à? Em còn anh quen đánh hai ván từ nhanh nhưng mà không phải đánh hai ván. Có gì mà phí em xử lý tốt thế, anh bảo là phí. Em đánh cứ đánh như quá quá nhỉ. Có xử lý quả đấy được không hả con? Quán trước không anh đi gì? Em đi tiền rồi đấy. Rồi đi đã. Nhìn vào đây tí muốn cứ một người thêm một người hầu. Muốn thêm một học áo. Lên con sĩ bắt con xe làm cái gì? Đi lên sĩ bắt con xe người ta đang bỏ được đi cũng được ông tròn. Em phải đánh thường xuyên đổi đi tiền bắn được rồi đúng rồi đi tiền đi hậu đến em đi hậu em ngồi bên này bắn trước em đi tiền rồi gì em đi hậu và trước em đi hậu thì thôi đi tiền đi đi tiền thôi để em đi bên này cho thuận tay của em cho nó đi hậu nó đỡ thuận tay đâu mỗi người đều đánh hai ván một bắn tiền bắn hậu bắn hai như thế mà. Nhưng mà em đi tiên bên này rồi nó đi hậu nó thuận tay khổ quá đúng không em quay đi cả em hút hút à có bao tuổi em đã hút rồi nhậu nhiều không con chị năm bao nhiêu em tấm bảy bảy đâu có ba mươi mấy 32 tuổi rồi uống bia uống nhậu ít thôi. Như thằng Nam thì khả năng hút còn ít, bởi vì Nam nó gầy. Ăn ít, giống em. Đang hút. Đang gầy sẽ hút. Vẫn bị hút, nhưng mà cái hiệu suất hút nó hiếm. Anh Tránh ơi, em có vốn rồi, ra đây anh em làm hộp kem. Em thèm kem quá, trước từ chiều nữa. Làm hộp kem chưa? Anh có ăn kem không? Bây giờ hả? Ờ. Nói nó run tay rồi nó bấm được. Anh vừa đùa à? Đùa. Ừ, thế rồi. Không biết xử lý. Giống anh ấy. Yêu xử lý đi, đi chi đi. Anh lại hơn nó, chúng anh đi nhanh hơn nó. Không, nhưng mà thực ra anh thì đánh như các em, anh hay buông. Mình hay, nhưng mà anh hay buông nhiều thế. Ông anh buông nghề quá nhiều. Anh có về rồi không? Ừ, đón về rồi. Ờ, chị bẹt trước này. Được rồi, được rồi. Ông anh Khánh Cổ bấm nhưng không nhanh hơn em à? Không nhanh hơn chứ. Nhưng mà đi bấm nó chết luôn. Không, giờ thì cũng thế thôi. Không. Anh Khánh Cổ anh. Tắt không nhanh, tắt không để đi bò. Ôi anh xin pháo vậy. Chùi vào đất chất điện của anh ấy. Anh xin anh pháo vậy. Nhiều rồi, bấm giờ chung là ngồi như này bấm hơi khó. Chết để thì anh bấm như nhau thôi. Nhưng mà anh với cả Dũng không giao? Chắc là thua, chắc là thua. Dạ. Anh đoán thôi. Mới đánh một lần nhưng mà chắc là thua. Nhắc ý rồi, giật tắt lốt tượng này. 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 Giật tắt lốt tượng này.
mà em tượng xong rồi con tốt đầu nó cũng không chạy đâu, con một mặt một phang đi ăn toàn về tượng thì lúc ấy mới dân bắt đầu. Kinh nghiệm mà bàn nhiều hơn. Thằng này chắc chắn là thua. Chắc chắn là thua, anh tưởng mấy tốt rồi đối đầu. Phải thoải kinh nghiệm bộ quân luôn. Anh không giữ đâu, pháo đánh bằng tốt này là bật cờ lĩnh rồi. Pháo là trước pháo là lĩnh anh Tần sẽ dỗ. Không, dễ pháo ra một chiếu ăn tốt đi. Đơn giản nhưng mình phức tạp. Qua rồi. Ghế sĩ rồi bỏ pháo đúng không? Có thể bỏ pháo đi. Bỏ tượng trước cao hơn. Không đủ rồi, sức cục. Anh buồn. Tiến pháo lên đi nhỉ? Tiến pháo làm gì anh? Tiến pháo làm gì nhỉ?
gì không hoa được. Chạy đâu, chạy nhiều hơn. Em nhìn hoa, nhìn anh cười, quên đâu. Anh thoái con rượu lỗi quá, phải đánh con pháo hay đấu luôn. Bằng cơ mình thông lộ tốt khỏe như thế. Thua ra thì được đấy. Em rắn quá thì đánh nhanh cho được. Em rắn quá. Tôi đi sai, thoái ngựa về chém pháo luôn. Ăn đây thì anh Bình sẽ thúc tốt đánh. Dụng văn dưới đây rồi, ai là được để dưới rồi. Bây giờ thì Ngọc Anh đi để kiểm thôi. Ba người rồi. Đấy ai đi tiên nhỉ? Đây anh ơi. À anh ấy gặp chú ấy được đi tiên à? Lên rồi. Khó thế. Ai cũng phải lên. Chưa phá.
Bắt lên vào đi. Ừ, người sợ quá. Ăn giật xe về. Đi họ đừng ăn tốt nữa. Ăn xe bị giữ sao? Ăn xe bị giữ à? Ơ, giờ bịp thế này, ảo rồi. Về tượng, về tượng. Tròn, tròn. Chạy về đây rồi. Chạy đâu là chém, chạy đâu là về. To tiếng của mày, củ rắn thì đánh cái gì đâu, xe phá thì cục. Mỗi to sầm sông bắt nốt rồi. Anh kém cây à? Nghe thấy nhiều rồi quá. Đang cần vệ sĩ. Ơ bỏ pháo kìa. Đây này. Sao tự chịu sao giờ. Không ăn pháo. Pháo thì này. Hay chẳng mấy khi được yêu. Béo ngon xin rồi nó đánh thì còn đánh pháo thì nó chết mà, nhưng mà thôi đánh cái gì à, cái lúc hình đến blitz này về sau mà hình dáng không bắn kịp rồi. Không phải lúc đấy em bén xin lên thì xe pháo nó làm sao mà đấu được pháo đầu của em à, bằng cờ em cố tình cho nó đấu kiểu đấy mà anh thế ra về sau như hình đấy cái cả mã tốt đánh mấy nhưng mà em đánh bồi à, đánh phế con tốt vào xin sớm quá xe mã đánh để đấy khó lắm. Xe tốt sĩ đánh là chết thì đúng là cười chậm đúng không? Kể cả cờ nhanh luôn, blitz lại càng chết nhanh, nó biết đỡ không chuẩn bằng cờ chậm. Blitz thì đu em mà còn em không phế con sĩ vội mà để đứng một căn đã thì là nó chết, nó cản nó sang con ngựa, em bay ngựa đi lộ khác. Để con ấy, để con giật thắng luôn. Lên sĩ thì thắng toàn tập luôn, xe pháo thì cuối cùng ăn nốt là tốt rồi đâu. Cái gì đấy? Cho vào trống à? Anh chỉ biết đan đề có trận không? Mấy trận vào trống thôi, chưa thấy cứ trận này. Chưa làm gì mà đáp. Có đan đề với phản cung là cho vào trống thôi. Nó có loài gì vậy đấy, hay em được sĩ rồi chiếu cả ngày rồi chưa? Ăn nhớ tốt rồi còn gì đánh đâu đúng không? Hai nhà mình đấy văn thứ ba rồi, hai nhà mình đấy hay. Không kiểu chậm lắm mà em không biết bác đánh đùa đùa bác rồi. Để hòa nhiều quá. Không mà cửa nó mà đánh là chỉ thu là không ai cổ. Cửa chậm anh. Cho anh cửa chậm luôn. Phải nhắm bừa đi chứ biết làm sao được. Thắng anh khó đấy. Thắng nhưng mà khó tất nhiên đánh cờ thắng nó phải khó nhưng mà là thắng. Đấy. Anh nghĩ là anh thắng thứ đấy. Tá tùng ra cười tươi lắm. Anh hiện là sẽ không kèo cho ông ngoài. Tá tùng thì đánh ngang anh. Cái này á, ngang được ra.
Trời anh Tùng mà nhìn thấy bờ lít là khóc luôn. Khóc luôn. Thôi anh có cơ, hình dễ không chưa? Đúng rồi. Chán lắm rồi ông ạ. Đây. Gọi cái gì? Ờ, đang là sao ở đây? Mua về mách mẹ, mẹ ơi bạn của bắt con mà sợ lại khổ, cần lại khổ ông bạn đang blip cờ chết Ngọc Anh với Bá Hiển này. Hai ông này đánh blip kinh lắm, vừa tí hạ sát anh rằng may sắp chết. Thủ hòa được, may mắn thủ hòa được. Thế nhá, làm bể bơi đây. Nhà có dạy bơi à? Mà trông bể bơi rồi, biết bơi rồi. Thằng đấy thả xuống nước chết mẹ luôn. Không biết bơi mà trông bể bơi. Thì nó trông thôi, nếu mà có người bị chết thì có đội cứu hộ thì nó không cứu đâu. Nó thì đâu là việc của thằng chết chứ đâu là việc của mình chứ. Nó trông bể bơi để cho chúng mày bơi cẩn thận, nhưng mày chết thì kệ mày. Không phải cứu hộ đâu, thằng nào chết thì kệ nó. Về báo cáo hàng ngày là có thằng chết. Hết rồi, hết dữ liệu. Dung lượng xe máy có rồi. 40. Ôi, cây cối cứ đưa vào mồm. Khổ quá. Xe phải chịu rồi. Nó nháy này nó còn quay.